Anh sẽ giới thiệu tới các bạn 3 cây vợt cầu lông Lining đắt nhất hiện nay. Đó là cái vợt Lining M78, N93S và N80S. Đặc điểm chung nổi bật của cả 3 cây vợt này đó là phần thân vợt có độ dẻo vừa phải, vành vợt vát 3D giúp hạn chế tối đa sức cản của không khí, khung vợt to bản và được cấu tạo từ những sợi carbon siêu bền giúp tăng cường độ đàn hồi và trợ lực tối ưu. Đường rãnh vợt được làm sâu giúp hạn chế đứt cước khi va quệt. Và như các bạn có thể thấy, thiết kế của các ba cây vợt này đều rất tinh xảo, màu sắc thì vô cùng hài hòa, bắt mắt. Như mình đã nói ở trên thì cả ba cây vợt này đều có giá thành khá cao. Trước tiên là về cây vợt Lining M78. Cây vợt này có giá chính hãng là 9.990.000 đồng. Trọng lượng vợt là 88g, điểm cân bằng là 296. Thân vợt có độ dẻo vừa phải, kết hợp với khung vợt 3D, giúp tăng cường sức mạnh cho những cú đập cầu nhanh và chính xác. Sức căng vợt tối ưu là từ 10 đến 13,5 kg. Cây vợt này sẽ phù hợp với những bạn có lối đánh thích tấn công và đánh đôi. Tiếp theo là cây vợt Lining N93S. Cây vợt này có giá chính hãng là 7 triệu đồng. Trọng lượng vợt là 87g, điểm cân bằng là 295. Thân vợt khá dẻo. Mức căng tối ưu là từ 10 đến 13,5 kg. So với cây M78 thì cây Lining N93S này có trọng lượng nhẹ hơn, thân vợt dẻo hơn và dễ dàng kiểm soát cầu hơn. Nó rất phù hợp với những người ưa lối đánh linh hoạt, vừa tấn công, vừa phòng thủ và đánh đôi. Cuối cùng là cây vợt Lining N80S. Cây vợt này cũng có giá chính hãng là 7 triệu đồng. Trọng lượng vợt là 88g, điểm cân bằng là 290. Thân vợt có độ cứng trung bình. Mức căng tối ưu cũng là từ 10 đến 13,5 kg. So với hai cây vợt mình vừa giới thiệu thì cây Lining N80S này có độ cứng hơn và trọng lượng nặng hơn, vì thế nó có khả năng tạo ra những cú smash cực kỳ uy lực. Nó sẽ phù hợp với những bạn có lối đánh tấn công hoặc đánh đôi. Và một điều đặc biệt, dù bạn là người mới chơi, bạn mới tập lại, bạn chơi trung bình hoặc chơi khá, chơi chuyên nghiệp hay chơi phong trào thì đều có thể dễ dàng thuần phục cả ba cây vợt này. Điều đó chứng tỏ ba cây vợt này rất dễ sử dụng và thật sự đẳng cấp. Hy vọng với những chia sẻ trên đây của cửa hàng thể thao Thế Mừng Đông Anh sẽ giúp cho các bạn lựa chọn được một cây vợt cầu lông phù hợp. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc cần tư vấn trực tiếp, có thể liên hệ với chúng tôi theo hotline 098 799 0799. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!